Hoa Đại Bình xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng ở khung giờ rất là quen thuộc trong rất nhiều năm vừa qua, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Những nghệ sĩ sẽ sẵn sàng đến đây để chia sẻ những bí mật mà trước giờ họ chưa bao giờ chia sẻ về việc ăn uống của mình. Bên cạnh đó là những món ăn ngon đến từ tình cảm của các bạn fan hâm mộ. Nào, xin mời mọi người chào đón nam thần ngày hôm nay quý vị nhé. Nhan sắc chắc chắn là cũng cỡ MC rồi thôi. Xin mời quý vị chào đón anh chàng rất đa năng, ca sĩ, diễn viên Khắc Minh. Đây, đẹp trai quá. Ca sĩ Neon Trung Thuận. Yeah, chào em. MC VJ Nam Hy. Wow, đẹp trai quá. Yeah, trời lâu quá mình em mới gặp á. Diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Chào Thắng. Chào em. Chào anh. Bữa nay anh mời đến hai bạn nữ đẹp lắm, dễ thương, nấu ăn kìa măng. Ôi thế à? Nhỏ giờ có được người đẹp nào nấu ăn căng chưa? Mẹ em. Không phải người đẹp là mấy bạn đồng trang lứa thôi. Mẹ thì không phải nói nữa. Chưa một ai luôn á. Vô phòng khách đi. Đây. Yeah, thoải mái rồi ha. Quá sướng. Mình phải ngồi nói chuyện cho nó đỡ mỏi chân. Lâu rồi không gặp Nam Hy nhưng mà quay lại thấy phong độ hơn xưa rất là nhiều. Bây giờ xin mời quý khách. Vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay là Nam Hy ha. Dạ. Là đặt hàng hai món ăn. Okay. Bạn đang mong ước được thưởng thức ngay bây giờ. Đi. Mỗi tờ giấy là một món. Ok. Giấu bí mật. Xong rồi ha. Rồi. Bây giờ mình up cái tờ giấy xuống nè. Món ăn đặt hàng xong rồi. Đây. Mời ngồi. Dạ. Trời ơi, yêu đương gì tầm này nữa. Tầm này là để ăn thôi. Không, ăn nếu mà ăn ngon thì yêu sau. Đúng rồi. Tại vì là mình đàn ông tới tình yêu bằng bao tử. Trước khi đến trái tim hay qua bao tử trước. Đúng rồi, thấy no trước nè. Đầu tiên là xin mời thực khách của chúng tôi đặt hàng hai món ăn. Là em ghi vô đây. Dạ đúng rồi. Nhà anh là giống như là một cái siêu thị nhỏ, thu nhỏ vậy đó. Rất nhiều nguyên vật liệu sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý thực khách. Xin mời. Để em nghĩ coi là em đang thèm cái gì nha. Dấu đề nha. Xong rồi, cảm ơn bạn. Trước khi gặp gỡ các bạn fan hâm mộ, xin mời bạn đặt hàng đồ ăn. Đang đói bụng, đang thèm món gì, ghi vô. À. Để lát nữa hai bạn chọn cái đề này để nấu ăn cho Khắc Minh ăn. Rồi, xong. Xong với thầy. Để xuống. Xuống. Anh thấy nhà em làm sao? Rất là rộng, cái nhà này chắc cũng phải mấy chục tỷ ha. Thích, trời ơi. Mời anh đến đây là không nói tiền bạc, chỉ nói ăn uống thôi. Vậy không biết là bữa nay anh muốn thưởng thức món ăn nào đây? Những món ăn mà làm thật là ít tinh bột thì Thắng rất là thích ăn. Vậy thì xin mời anh đặt hàng trước đi. Rồi em sẽ mời hai bạn fan hâm mộ tới đây. Ủa, đặt hàng luôn hả? Dạ, đặt hàng đi ạ. Đây. Ok. Đây là hai phiếu đặt hàng. Xin mời quý khách chốt đơn giùm em. Chữ anh viết không được đẹp lắm ha. Và bây giờ xin mời anh Ba Thắng cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn gái rất là dễ thương, đó chính là Thúy Vi và Ngọc Thảo. Đây. Chào hai bạn. Dạ, chào hai bạn rồi. Đó, hai bạn dễ thương không? Rồi mời em thôi. Rồi. Hai bạn hai phong cách khác nhau ha, nhưng mà ai cũng tươi trẻ hết. Rồi, xin mời bạn giới thiệu trước nào. Em tên là Thúy Vi, hiện tại em đang là người mẫu và diễn viên ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Thảo. Em đang học lớp 12. Và em có kinh doanh bán hàng online luôn. Em cũng rất là thích anh Thắng qua cái phim Cổng Mặt Trời á. Và bây giờ xin mời Nam Hy chẹp quá rồi. Chắc đói rồi em. Gặp gỡ hai siêu đầu bếp ngày hôm nay nha. Ok. Đó chính là Thi Mai và Bích Trâm. Xin mời. Xinh xắn chưa? Chào em. Đó, thêm bạn gái nữa, dễ thương quá. Mời em ngồi. Dạ. Ủa mà kế bên em là Thi Mai hay là Bích Trâm đây? Dạ em tên là Thi Mai ạ. Vậy là bạn này là Bích Trâm. Giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ em tên là Bích Trâm, năm nay em 21 tuổi. À giờ mới nhớ ha. Dạ hiện tại em đang đi học. Em tên là Thi Mai, em hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh. Wow, diễn viên luôn. Chào đón sự xuất hiện của hai bạn gái rất là dễ thương và đáng yêu, đó chính là Khánh Quyên và Bảo Thi. Xin mời. Đây. Chào hai người đẹp. Xin mời hai bạn ngồi. Chào em. Đó, dễ thương chưa? Chào hai bạn. Em chào anh Hoàng. Dạ. Em chào anh. Em tên là Bảo Thi, năm nay em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là diễn viên. Mời nói anh cho ngon nghe. Dạ rồi. Mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Thuận. Em tên là Khánh Nguyên, hiện tại em đang là diễn viên và truyền thông. Thì em năm nay là 27 tuổi. Rất là trẻ. Vậy là lớn tuổi hơn em. Vậy hả? Ôi, bằng tuổi. Xã hội bây giờ không có so đo gì. Năm sinh em ơi. Dạ.
Chào, xin tên cho nó thân mật chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Đó chính là Hồng Phương và Thảo Vân. Đây, đó. Trời ơi, cô còn trẻ lắm. Thiệt, không để chờ nó mất. Chào hai em. Dạ. Mời em ngồi. Dạ. Dạ. Trời ơi, ngồi đi em, ngồi đi em. Dạ. Dạ, nhà chú ngồi đi ạ. 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 Thái độ của hai con ngay từ những phút giây ban đầu thật tốt. Có mắc gì gọi tôi chú? Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi chú? Hả? Giới thiệu đi. Dạ, con chào chú. Em chào anh. À. Dạ, em tên là Trương Thị Hồng Phương. Năm nay em mới có 18 tuổi ạ. Trời ơi, 18 tuổi nè. Bên đây nhân đôi thôi chứ nhiều. Dạ, con chào chú ạ. Em chào anh ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thảo Vân ạ. Năm nay em 18 tuổi ạ. Ủa? Hai bạn bằng tuổi luôn hả? Dạ. Hai đứa học chung lớp không? Dạ không. Dạ, học chung trường không? Dạ, học chung trường á. Ồ, đồng môn à. Trường nào vậy? Dạ, học cao đẳng Y Dược Sài Gòn ạ. Trời giỏi giờ Y Dược. Ủa, còn trẻ tuổi lắm. Dạ. Sao, kêu anh nữa coi, cho thắng luôn. Dạ, con chào chú. Không được đâu anh. Tôi nghi là hai người này do biên tập gà vô để chơi tôi nè. Dạ, không được có. Thôi được rồi, nhân vật chính ngày hôm nay không phải là MC, là Khắc Minh mà. À, rất vui chào đón hai bạn đến với chương trình nha. Dạ, bắt đầu nha, chương trình với 5 con số nha. Nó mệt quá, kêu tiếng Anh đi cho ông vui rồi. 2, 3 kêu tới bác luôn bây giờ. Tình cảm ấn tượng của hai bạn dành cho Neon như thế nào? Mời Bảo Thi. Ảnh đẹp trai. Đẹp trai thì người còn nhiều người yêu. Đương nhiên. Cái gương mặt ảnh rất là baby nhưng mà em nghe anh hát rồi, em ấn tượng anh qua một chương trình ca nhạc. Thích nhất là cái bài anh hát là Khi Người Đàn Ông Khóc á. Wow. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy không để nước mắt chứa tràn trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng phải không giống như ai. Này này anh ơi, cười lên đi, đừng lo chi vì cuộc sống vốn thế mà. Có những ngày nắng phải nhường cho mưa, tươi mặt dịu đi những khô cằn. Này này anh ơi, buồn thì khóc, cười khi vui đừng cứ giấu mãi trong lòng. Vì sẽ có người yêu anh, sẽ có người bên anh lúc anh yêu mềm. Anh ơi, anh nghe nè. Đó là tình cảm của các bạn với vai diễn của anh Bá Thắng. Nhưng mà có đoán được là anh Thắng là một người có gu ăn uống ra sao không? Em nghĩ anh Thắng không hề dễ ăn. Không hề dễ ăn, anh khó ăn lắm không? Dạ. Khó ăn, khó nuôi. Cả hai. Cả hai luôn. Em đoán coi hồi nhỏ anh nhiêu ký? Em đoán là suy dinh dưỡng. Mẹ nó đúng, có nghĩa là cũng không có suy dinh dưỡng lắm. Nhưng mà được mẹ tường thuật là bị còi xương. À. Sanh ra là 3,2 kg nhưng mà khó hấp thu á. Khó hấp thụ dinh dưỡng. Dạ, dạ. Nên lớn lên thì cái thân thể nó cũng không được cường tráng như người ta. Nên mình phải cố gắng tập luyện thể thao để cho mình giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ. Cái việc dễ ăn hay là khó ăn thì sao anh? Dễ ăn khó ăn thì bé nói sai. Có nghĩa là anh ăn cả được một bầu trời. Anh trời luôn. Tại vì từ nhỏ đến lớn á, là anh rất là dễ ăn. Dạ. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đặt cho. Tại vì là nuôi hoài không thể nào đủ tiền để nuôi. Đó là tên là hũ gạo. Bữa nay anh Bảo Thắng hoàn toàn cởi mở trong việc chia sẻ, trong cách ăn uống của anh ấy. Nên hai bạn cứ tự tin hen. Nhưng mà mình vẫn phải khai thác nhiều yếu tố hơn nữa để lát nữa mình nấu ăn cho anh ăn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với phiên bản cập nhật mới. Không chỉ là 3 mà là 5 ẩn số để chúng ta cùng nhau lật ra và chờ đón xem là cái điều bí ẩn nào liên quan đến việc ăn uống của anh Bảo Thắng nghe. Sau mỗi con số như vậy sẽ là một cái từ khóa liên quan đến cái gu ăn uống của anh ấy. Chúng ta chuẩn bị khám phá với những điều bất ngờ dành cho hai bạn nghe. Không biết nó sẽ là một câu hỏi đơn giản hay là một cái thử thách gì đó hai bạn đối kháng với nhau. Không biết là nội dung như thế nào nhưng mà cố gắng là may mắn sẽ thuộc về đội mình, là để làm sao có được cái huy hiệu thần bếp để lát nữa mình sử dụng. Mình sử dụng cái huy hiệu đó để kêu MC bằng anh. Ok. Ủa vậy hả chú? À hi hi, cho trừ cái tội nói không đúng giá trị của huy hiệu thần bếp. Chú mời hai con cầm bảng đi. Dạ. Dạ, dạ con xin. Tôi đoán chắc chắn là số 1 là câu hỏi. Số 1 nha. Số 1 đi. Câu hỏi đó thấy chưa, đoán chút nghĩa sao. Thầy không cảm đi, bữa nay tôi vui quá.
Ồ, cho khán giả tập này ghét tôi lắm đi trời. Chúng nào con sợ quá. Thôi, không nạt nữa. Nào, dạ, trả lời câu hỏi nha các bé. Nào, câu hỏi như sau. Dạ. Ăn lê thường xuyên sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa tình trạng gì? A. Đau dạ dày. B. Ho đờm khan tiếng. Và C. Đau đầu trong mặt mệt mỏi. Hết. Chú con ghi ABC hay là... Đúng rồi, con ghi ABC cho lẹ con ơi. Rồi, đáp án của hai bạn là... Dạ, con chọn A. Hồng Vương chọn A là đau dạ dày. B. Thảo Vân thì chọn B là ho đờm khan tiếng. B là đáp án chính xác. Thảo Vân, bạn được một điểm nha. Theo nghiên cứu, lê có tác dụng trị ho, tiêu đờm. Việc ăn lê giúp cho chúng ta nhuận phổi, giáng hỏa, sinh tân dịch, dưỡng huyết, chữa khan tiếng, nhuận tràng, chữa nhọt, giải rượu với hiệu quả khá cao. Giáng hỏa đó là giảm độ nóng xuống. Đúng. Chúng ta đến với cái ẩn số đằng sau ô số 1 nhé. Dạ. Đó chính là cụm từ mẹ là số 1. Trời ơi, quá quen thuộc. Trong chúng ta ai cũng vậy, đúng không? Tại sao vậy thầy? Tới thời điểm hiện tại nha, gia đình với em vẫn là một cái gì đó tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Nếu sau này em có cái gia đình nhỏ của em đi chăng nữa thì em nghĩ chắc nó cũng sẽ không so sánh được với cái hạnh phúc tuyệt vời mà em đã có từ nhỏ đến giờ. Vậy thì nó liên quan gì tới ẩm thực? Liên quan chứ anh. Tại vì là tới thời điểm hiện tại em vẫn ăn đồ mẹ nấu. Rồi có bao giờ cảm ơn mẹ vì những bữa ăn ngon mẹ đã chuẩn bị cho mình chưa? Em thì không có giỏi dùng từ ngữ lắm. Giờ cái đó kỳ á. Khó nói ra những cái lời nó khách sáo như vậy lắm. Nhưng cái gì khách sáo? Hả? Chân thành mà. Nhưng mà em thay bằng những cái hành động. Hành động? Mua kim cương tặng mẹ. Đúng rồi, mua này kia. Ồ, tụi con có bao giờ cảm ơn hay nói yêu thương với ba mẹ chưa? Dạ con cũng có nói nhưng mà ít chút. Cảm ơn hay là xin lỗi? Con xin lỗi nhiều hơn cảm ơn. Xin lỗi dễ nói hơn cảm ơn thì sao? Tốt mà. Còn con Vân? Dạ, con thì cũng hình như là chưa nói lời cảm ơn với ba mẹ. Tại vì không nói là khó nói lắm. Không, bây giờ mà không chịu nói là sau này lớn càng khó nói nha. Đúng rồi, tụi con mới có 18 tuổi thôi. Giờ còn dễ sửa. Thầy làm gương cho mấy đứa nhỏ, thầy nói trước. Thì đơn... Thầy nhìn cái máy thầy nói trước đi. Thì đơn giản mà, nói chung là trải qua quá trình rất là dài. Và cái chữ cảm ơn hay là cái chữ xin lỗi nó không đủ để thể hiện cái tấm lòng của mình đối với ba mẹ mình. Phải cái chữ là biết ơn mới là cái chữ đúng đắn nhất để nói với ba mẹ. Và mình muốn nhân chương trình này để gửi lời biết ơn đến với ba mẹ của mình. Dễ thương quá đó, ngắn gọn xúc tích mà lại tình cảm chân thành là được. Con nói đi Phương. Dạ, qua chương trình này á, thì con cũng vừa mới được nghe thầy Minh nói mình phải biết ơn đúng không ạ? Nên là con sẽ dùng từ biết ơn. Con biết ơn đến ba mẹ rất là nhiều ạ. Giỏi. Con Vân. Thông qua chương trình này thì con cũng biết ơn ba mẹ. Con muốn nói là con yêu ba mẹ rất nhiều. Đó, thấy chưa? Chỉ cần vậy thôi. Tới nơi rồi kìa. Đúng chưa? Nội dung thi đấu là gì đây? Câu hỏi. Trả lời. Đây là một câu đố dân gian. Mình phải ghi đáp án ra rồi, không có lựa chọn ABC nữa. Nghe tôi tả nè. Đầu xanh, tóc cũng màu xanh, toàn thân cam đỏ, hiền lành đáng yêu. Hỏi đó là củ gì? 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án. Giỏi. Đáp án. Con gớt rồi con à. Con chưa nghe kịp câu hỏi. Chưa nghe kịp mà bạn rất là nhanh. Cà rốt chính xác. Yeah. Có mắt không? Và bây giờ sẽ là nội dung bên trong ô số 3. Xin mời Hà Nội. Thái Lan. Hà Nội. Có lẽ Hà Nội cũng nấu cay hả ta? Không có đâu. Đoán xem Hà Nội nó sẽ dính líu như thế nào với gu ăn uống của Nam Hy. Anh đã sinh sống và hoạt động ở đó trong thời gian dài. Thời gian dài không đúng luôn. Anh đã sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thôi giải thích đi. Nhưng mà anh gốc Bắc. Anh người Bắc. Bố của Nam Hy là người Bắc. Mà Nam Hy là sinh ra ở đây. Gia đình vẫn còn là truyền thống Hà Nội. Thật ra thì bản thân Nam Hy thì truyền thống ở nhà thì mọi người vẫn là ăn đồ Bắc nhiều hơn. Còn về những cái vấn đề mà ẩm thực riêng của Nam Hy á, là những cái lần mình đi du lịch hoặc là những cái lần mà mình đi ra ngoài ăn uống với bạn bè thì đó là những cái món mà mình nên là khoái khẩu của mình. Ở nhà là vẫn phải đồ Bắc hết. Nói chung là ở đâu Nam Hy ăn cũng được, cũng đó. Sống được hết trơn, dễ đó. Dễ nuôi. Nhưng mà cái gu của ảnh là cái gu Bắc nha. Chúng ta không cần phải trả lời câu hỏi nữa. Sẽ theo duyên trời định. Xem ai may mắn hơn mà thôi. Được gọi là thử thách ưu tiên. Có nghĩa là ai bóc được lá thăm may mắn thì người đó sẽ được quyền ưu tiên và lật ra bí ẩn cho ô số thứ tư. Rồi xin mời hai bạn chọn đi ạ. Dường thẳng bước đi ha. Dạ bóc đi ạ. Phép. Vì hai mặt của em đều trắng. Trong khi hai mặt của em thì em có một cái logo của Khẩu Vị Ngôi Sao. Vậy là em may mắn đúng không? Chúc mừng em.
Vậy bây giờ sẽ là nội dung thứ tư, một sự lười biếng. Anh lười nấu ăn đúng không? Thắng biết nấu hết tất cả mọi thứ, anh làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà lúc nào cũng giả điên khiêng đồ, nghĩa là không bao giờ nói là ôi không, mình không biết làm này đâu. Làm nhiều mệt lắm và rất sợ vào bếp, nóng vô cùng. Sợ nóng. Yeah. Và nếu trong một cuộc trình diễn làm bếp thì Thắng chọn làm bếp hơn là đi rửa chén, rất sợ. Ủa vậy từ nhỏ lớn rửa nhiều quá, rất là ngày xưa mẹ đi làm đi bán đó thì buổi chiều về là rửa, mà ngồi chợ mát lên rửa, mà nhất là ở ngoài Đà Nẵng miền Trung đó mùa đông rất là lạnh. Lạnh mình rửa là mình buốt hết tay mà. Nhưng mà nếu như mà hai chị em không rửa, để một mình mẹ rửa thì cực mẹ mình quá, sẽ rất là lâu để được ăn tối. Nên phải phụ mẹ rửa dọn dẹp. Mẹ Thắng thì là mua rất là nhiều tô trong một cái gánh gánh đi, xong rồi bán hết thì bắt đầu mẹ gánh về là rửa nguyên một chồng chén chứ không có rửa tại chỗ. Mẹ kỹ quá ha. Dạ, cảm ơn anh Thắng đã chia sẻ. Và anh Thắng cũng thú vị ha. Nói chung là hồi nhỏ làm gì quá nhiều, ăn gì quá nhiều, giờ ngán. Đến với ô số 5 nào. Thử thách đối kháng, sẵn sàng nha, bỏ bảng xuống và chờ đây xem thử thách có gây khó cho hai cô gái hay không. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với trò chơi đối kháng của chúng tôi. Hey, hey. Các em đoán xem mình làm gì với lượng nước trong này. Uống à? Làm gì ta? Tại vì có một xíu nước này cũng không biết làm gì luôn á. Nước này để cho chúng ta cân bằng được cái chai, để nó có thể đứng được với những pha ném thần sầu của hai em. Có rất nhiều xu hướng của giới trẻ bây giờ giải trí bằng cách là ném cái chai làm sao cho nó đứng. Vậy là anh đem một ví dụ rất cụ thể là bị thua rồi đó. Ai mà làm đứng trái chai nhanh nhất, người đó sẽ chiến thắng. Nhưng nếu lỡ như mình làm đứng trái chai ở bên phần sân của đối phương, coi như là nhường chiến thắng cho đội bạn ha. Rồi xin mời hai bé. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi sao em ném một. Kết phim luôn. Xong. Làm cái đi. Lại nha. Không, người tao thắng rồi đó. Người tao cái này giờ làm phải vui. Phải công bằng với Quyên thôi. Nhưng mà làm cho vui nè. À, làm cho vui đi. Thảy đi chị. Ok. Thảy luôn, vui thôi. Một, hai, ba. Cái nữa đi. Cái cuối nè. Được đó. Em sinh ra để chơi trò này hay sao đó Nguyên? Với trò chơi ném chai này thì tỷ số bây giờ đang là 2-2 luôn. Chúc mừng Nguyên. Như vậy chúng ta có tỷ số hòa. Hai bạn sẽ không có được quyền ưu tiên để lựa chọn gian bếp nữa. Và bên cạnh đó, cái quyền đó sẽ thuộc về Neon. Neon sẽ quyết định luôn. Quyết định ai nấu món gì và ai đứng ở gian bếp phía bên nào luôn. Ghê chưa? Chứ không cần phải phụ nữa. Như em lưu ý, em đã có một lợi thế, đó chính là huy hiệu thằng bếp nha. Và bây giờ xin mời tất cả nhà mình vào vị trí. Và trước khi chúng ta biết được là nhiệm vụ ngày hôm nay là gì, món ăn nào, thì hãy khám phá bí mật đằng sau ô số 5 nghe. Xin mời, từ khóa là luyến lưu không rời. Ghê thiệt, đúng nghệ sĩ á. Chọn mấy từ khóa nghe nó thơ văn hết sợ. Nó là về một món thịt mà em rất là thích. Thịt chốt? Không có. Em có một cái chuyến đi Buôn Mê Thuột. Có một cái khu du lịch bán một cái món là heo tộc nướng và cơm lam với lại muối mè. Đúng gu rồi, đặc sản rồi. Chưa bao giờ em đi lên trên miền cao mà em ăn được một cái món thịt heo mà nó ngon vậy. Tại bình thường em rất thích ăn thịt heo. Nhưng mà chỉ là kho hoặc là luộc. Nhưng mà cái đợt đó em ăn và em rất là nhớ. Bây giờ vẫn rất là nhớ Buôn Mê Thuột, nhưng mà chưa có dịp quay lại. Rất là ngon. Thì không biết hai bạn đã thử món đó chưa? Dạ chưa. Ngon em lắm chưa, mọi người chưa, ngon lắm. Có dịp lên đó. Qua bí mật của năm mẫu số đã giúp cho hai người đẹp nắm bắt được cái sở thích của anh ấy rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với phần may mắn của mình thôi. Không ai có quyền ưu tiên lựa chọn gì cả, mà tất cả sẽ quyết định bởi Neon. Đó, hai món ăn. Neon giờ đó muốn giao cho ai nó món gì, hay là bốc thăm trúng thưởng hay sao cũng được. Em giao luôn. Em giao luôn, em đưa đại đi. Đây. À, đây, rồi bạn quyết định vậy ha. Dạ. Bây giờ mình lộ diện cái của Bảo Thi trước. Bảo Thi, món của bạn là bò lúc. Còn Quyên là cà ri gà. Ồ, hai món ăn này rất là quen thuộc với chúng ta mà, cũng khá dễ nấu. Và bên cạnh đó là gian bếp. Neon cũng quyết định luôn là bạn Quyên sẽ đứng bếp bên nào và bạn Bảo Thi đứng bên nào. Bên tay trái của hướng nhìn của khán giả hay bên tay phải của hướng nhìn khán giả? Góc mặt Quyên đẹp ở đâu? Không biết luôn. Vậy chắc là bên này đi, cho Quyên ở bên trái và Thi ở bên phải. Dạ rồi, vậy là Quyên á, theo hướng nhìn của khán giả, Quyên sẽ đứng bên phải của khán giả.
Bảo Thy sẽ đứng bên trái của khán giả nha. Dạ. Rồi, bây giờ sẽ là phần ưu tiên của Thy Mai khi mà giành chiến thắng. Đó chính là đầu tiên bạn được lựa chọn một trong hai món ăn mà Nam Hy đã đặt hàng từ trước nha. Đây là hai món. Ủa? Đúng Thái Lan nè. Thế đó. Rồi sao phủ phô mai lên được? Thì nó cay được rồi. Ê, có cái món này béo được, canh tôm chua á. Béo vừa chỗ nào? Có, nó có nước dừa. Béo nước dừa. Cái món đó nó phải có béo béo một xíu nó mới ngon nha. Thì Mai ơi, canh tôm chua Thái với lại gỏi đu đủ Thái, bạn chọn món nào? Em chọn gỏi đu đủ Thái. Gỏi đu đủ Thái, sở trường của mình ha. Với lại trộn gỏi nó cũng nhanh hơn. Dạ. Rồi như vậy là món canh tôm chua Thái bắt buộc phải thuộc về Bích Trâm rồi. Tự tin không nào? Dạ có. Bình thường ở nhà có nấu canh không? Dạ có. Canh gì? Dạ nhiều loại canh lắm. Nhiều loại canh, vậy là có kinh nghiệm nấu canh chua rồi. Dạ. Mà bên Thái Lan cái vị nó khác. Hồi nãy anh cũng có lộ đề một tí là anh thích béo béo. Em nhớ là anh cũng có thích cay đúng không? Cay nữa, cay béo. Em sẽ cho anh giọt tầm nhìn xa không còn ai trông thấy luôn. Cái gì? Em sẽ cho anh ăn cay tới mức tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Chết, vừa vừa em lát anh còn về không em. Còn ai trông thấy. Đây, của em đây. Của Thy Mai. Chúc mừng hai bạn. Đặc biệt tiếp theo của Thy Mai là lựa chọn gian bếp cho riêng mình. Theo hướng nhìn của khán giả hen, gian bếp bên kia bên phải, gian bếp bên đây bên trái, bạn chọn bên nào? Em chọn bên phải ạ. Bên phải ha, xa xa đằng kia hen. Rồi, bên trái sẽ thuộc về Bích Trâm. Mong là cái thử thách nó không quá khó khăn. Vẫn có anh Nam Hy ở đây, vẫn còn huy hiệu thần bếp. Lát nữa Thy Mai dùng nha. Dạ. Và bây giờ xin mời cả nhà mình lăn vào bếp. Tự nhiên như trời rơi xuống mà có. Yeah. Chúng ta phải chế biến, bên cạnh đó phải vượt qua rất nhiều thử thách. Bởi vì sao? Hai món ăn ngày hôm nay được nấu ăn bởi trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Gì đâu khó. Để ý đi, thầy Minh nè. Thầy nè, con bên đây nè, học trò mình kìa. Bị gì? À, bị cột chân rồi hả? Bị cột chân rồi nè. Sao gì vậy? Đâm ra đi cái gì cũng phải ro re, ro re giống như gây cha Nhật Bản vậy đó. Không có giãn chân được tay rồi đó. Sao nhỏ lắm cột mà cột ngay con cái mới đau. Trời đất ơi, chương trình kinh quá. Thiệt. Một chân của bạn ấy phải đạp vào cái thảm gai nguyên ha. Đạp thẳng vô thảm gai nè. Đó, ư, massage chân. Còn cái chân còn lại được dưỡng da. Bên trong cái ủng này nè. Này ông, bên trong cái ủng này đố em là gì á? Không biết. Không biết. Hỗn hợp. Nào là dầu ăn rồi nha đam. Dạ. Dạ chân đẹp lắm nha cưng. Mà dưỡng có một bên. Lệch. Vậy lát nữa mình đeo hai bên đi cho nó đều. Thôi. Nhầy nhụa trong này nó kỳ lắm anh. Ồ, nó lâu lâu nó đã lắm em. Còn bên đây thì là một cái giống như đường đua vậy đó. Em thấy cũng hỗn hợp giữa em né nãy giờ. Bột giặt nè, nước rửa chén nè, dầu ăn nè. Rồi sao đi ta? Thì là phải né đúng trong, không? Không không né, đứng lên đó. Trong phạm vi này thôi nha Bảo Thy. Dạ. Đó, bây giờ em muốn xài huy hiệu từng bếp không? Em sử dụng. Đó, thấy chưa? Sợ liền, sợ liền. Sợ. Làm cấp quan bên ha. Dạ đúng rồi. Vậy là lát nữa em không được sử dụng huy hiệu từng bếp nữa nha. Dạ. Chỉ được dùng một lần thôi. Hai bạn đang được nấu ăn trong một cái trạng thái rất là đặc biệt. Bích Trâm thì phải chùm ở bố rồi. Trời ơi, cô này có khả năng làm hot girl boxing. Cổ cầm bao tay như vậy thì làm sao mà nấu ăn được. Lúc này thì có muốn sử dụng huy hiệu từng bếp chưa? Dạ, muốn. Anh giúp em. Em chỉ được sử dụng huy hiệu một lần thôi nha. Thì Thảo ơi, có con trai gì hấu à, kẹp vô chân đi em. Em kẹp vô chân hả? Ủa, kẹp vô. Ồ, cái này là khó lắm luôn á. Đó, đó. Nhiệm vụ của Thảo là giữ thăng bằng cái bóng y chang vậy. Bên đây thì căng hơn. Bình thường hai tay nấu ăn đã khó rồi, còn này hạn chế một tay phải đeo một cái bao tay đấm bốc nữa. Thì đâm ra là cố gắng, hy vọng cái tay còn lại là cái tay thuận của em á, linh hoạt hơn nha. Không anh. Sao vậy? Không thể đeo được. Thì lỡ quạo quá thì dùng cái này cho đối phương. Chắc phải vậy quá. Trước mặt hai bạn, đó chính là những nguyên liệu phụ thôi. Thiếu hai nguyên liệu chính luôn thì nhiệm vụ còn lại thuộc về anh Thắng. Ồ, sao vậy? Anh sẽ phải trải qua hai thử thách lớn. À. Mỗi lần vượt qua được thử thách thì anh sẽ mang về một nguyên liệu chính dành cho một bạn. Đây là thử thách đầu tiên. Làm gì? Dọc cái tay vô để tìm chìa khóa. Mình lạnh quá, mình coi chừng mình bị phỏng á. Bị phỏng rồi mình đổ tay nha thầy. Chứ lạnh thật chứ. Tìm chìa khóa này. Ôi, 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 hay quá. Trời ơi, móc lên cái lên liền luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã có chìa khóa. Ok. Thì đồng nghĩa với việc khám phá cái kho báu mà ba đời nhà bạn để lại. Có bốn đời. Sao biết bốn? Cố em để lại. À. Trời ơi. Trời ghê thiệt.
Trời, có tên em trọng luôn á. Ghê chưa. Cơ, cái này là cái gì đây? Hiểu ý đồ của những bậc tiền bối rồi. Ủa, cái mền anh ơi. Là bậc tiền bối có nhắn lại cho anh gì nè. Là bây giờ cháu nhà mình hen lưu chui vô túi ngủ, lăn đến cái nơi nào mà cất giấu những món báu vật khác. Dạ, tạm thời tôi giấu cái bộ phận thu tiếng của bạn. Mất công lăn lăn này nọ đền. Rồi bây giờ đề bài rất đơn giản. Giờ em lăn, em lấy cho anh 5 món thôi. Đồ vật màu vàng. Khó vậy. Ừ. Lăn đúng không? Lăn đi. Ừ đó, giỏi nè. Thằng nó coi à. Sợ nó dơ áo, đâm ra là phải có cái túi ngủ này chui sâu sâu vô. Ừ. Như con ngén con nhộng vậy đó. Ừ. Đó. Ủa đòi đâu vậy? À thấy rồi hả? Thấy món màu vàng không? Đáng lượng. Cái ca. Không, một món vô món. 5 món. Món không? Phá hoại vậy, một cái tính một món thôi nha. Ủa kỳ vậy? Ừ. Rồi em nói 2 món nữa. Ủa alo. Alo cái gì, đã chấp nhận vô nhà tôi là phải chơi mà lăn vào bếp để đúng nghĩa đen chứ. Mấy khi nói thiệt. Ráng đi Minh. Ráng lên Minh. Ừ, đây hỗ trợ chứ. Ôi chừng bể anh bông vợ. Trời ơi, sao em nhăn quá vậy gương. Em thương thầy hả? Dạ đúng rồi. Muốn hỗ trợ thầy không? Qua lăn lộn giùm thầy. À dạ thôi ạ, dạ thôi để cho thầy chơi mình ạ. Cái gì vậy? Không ăn da nha. Ừ. Ba món. Tiếp thầy. Ủa lăn đó hả? Lăn kỳ vậy? Nè, lấy giùm cho. Lỗi tài lấy mạnh dằn mình kia rồi. Xin lỗi thầy, anh cô ơi. Nghỉ. Nghỉ vậy? Khoan là ra, bật nhảy đi. Ờ, này có nhanh. Cố lên thầy ơi. Gì? Ừ. Đó. Trời ơi, giờ mới thấy nữa. Phải không? Ủa, vậy là mình xong rồi đó. Tìm được chìa khóa hen, rồi tìm được 5 món đồ vật màu vàng. Rồi, chúc mừng bạn, 2 món nguyên liệu chính đã thuộc về 2 bạn gái xinh đẹp rồi. Đem gì bệnh đúng không? Dạ đúng rồi. Xuất sắc, xuất sắc. Chúc mừng Phương. Cảm chúc mừng Vân thầy. Chúng ta đã có những nguyên liệu chính. Dạ rồi thầy. Chúc mừng Phương, chúc mừng Vân. Như vậy là những nguyên liệu chính các con đã có sẵn rồi, chuẩn bị nấu ăn hen. Nào, xin mời quý vị hãy sẵn sàng để thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay cùng với anh Bá Thắng. Chúc mừng anh. Anh đã có được 2 món quà, phải nói là vô giá lắm nha. Bây giờ cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Cái mùi rất là thơm, hương thơm ha. Rồi về khứu giác. Dạ. À, về thị giác thì màu sắc rất là đẹp. Anh bây giờ là anh chỉ muốn động tay động chân thôi. Dạ. Em hiểu chưa? Em là vai trò MC nhưng mà nói hết nổi rồi. Nhìn rất là bắt mắt và thơm. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chạm vào lưỡi. Có đúng khẩu vị mà anh mong muốn hay không? Một bên thì có nước, súp tôm chua. Chua. Còn một bên thì là món khô, là món sườn nướng Hàn Quốc. Anh thưởng thức món nào trước? Anh nghĩ là anh sẽ ăn sườn trước. Sườn trước đi ha. Dạ. Ok, anh sẽ ăn. Bé Thảo ơi, ăn thử. Món ăn này á, em sẽ chúc anh Thắng điều gì nè? Em chúc anh ăn ngon miệng. Vậy thôi hả? Em lừa làm nước sốt nên là em mua. Em mua hũ nước sốt để em ướp vô thịt á. Thôi thì em bỏ nước anh mắm. Anh xin phép nữa. Uống miếng nước nha. Ok, à em hiểu rồi. Mà em bỏ hơi nhiều nước mắm thì sao? Vậy giờ. Thật sự ra đó là cái màu sắc rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà lần sau á mình làm á mình phải liều lượng lại bao nhiêu gram thịt thì bao nhiêu ml nước sốt, tỷ lệ cho nó hợp lý. Dạ. Em đã bỏ cái hũ sốt mà còn nước mắm vào nữa thì thành xin uống miếng nước. Thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đến món tiếp theo. Súp tôm chua. Tôm chua. Trời ơi, nhìn hoành tráng quá. Trình bày đẹp quá ha. Dạ, rất là đẹp. Con tôm rất là cong. Anh nhìn tưởng nó nguyên cái lẩu luôn á. Ok, bây giờ mình húp cái nước thôi. Đúng. Cái dạng một nước rồi nước lèo là quan trọng lắm. Món này thì mình có thể dùng không hoặc là dùng kèm với bún mì hoặc là bánh mì. Nó hơi đậm một tí xíu nhưng không sao. Cái ở đây là chuẩn được cái mùi vị của cái là chua chua, mặn cay cay. Nói chung là nó hòa quyện được. Bây giờ sẽ là phần quyết định của anh Bá Thắng. Anh quyết định món ăn nào sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay.
rồi anh sẽ nghiêng về chị nhiều hơn. Dạ. Dạ, anh quyết định là súp tôm chua. Dạ, là súp. Món dành chương trình. Dạ, xin chúc mừng đi. Nào, chúng ta nhận thưởng thôi, xin mời. Quý vị thân mến, và trên tay Hoài Đáp Bơ đó chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món súp tôm chua giành chiến thắng ngày hôm nay. Và xin được chúc mừng cho bạn Thúy Vi. Mời anh Thắng. Dạ, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Ôi, 5 triệu nha, nấu ăn ngon cái được 5 triệu. Còn bên cạnh đó, không có buồn. Em chúc mừng chị. Quan trọng là tinh thần thi đấu, thần thái tốt, tăng tốc độ lên tí là được. Nhận món quà, ăn ngủ nha. Ôm cái nè, dễ cưng quá. Chúc mừng món gỏi đu đủ Thái đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng Thúy Mai nha. Một phần quà trị giá 5 triệu đồng đã thu về bạn. Yeah, cảm xúc như nào Thúy Mai? Dạ, em bây giờ cảm thấy rất là vui. Tại vì khi đến đây thì em không quan trọng thắng thua. Nhưng mà thắng thì vui nhiều hơn. Có phần thưởng vui mà. Và điều quan trọng là gặp được anh Nam Hy. Đúng vậy, anh ấy ngoài đời rất là đáng yêu và dễ thương, cực kỳ hòa đồng nữa. Còn với cảm xúc hiện tại của bé Bích Trâm sao nè? Dạ, thì chị muốn nói với ba là con đã lên đây để tham gia chương trình rồi. Chào bác trai nha. Con gái của mình rất là giỏi giang, sáng tạo, chịu khó nữa. Món ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà tại vì bữa nay mình không có hoàn thành được cái mục tiêu là phải là Thái Lan. Mà chuẩn Việt, thuần Việt, làm dâu được rồi đó. Bây giờ phần quà dành cho người già nhì này. Tinh thần, nhưng mà nó đáng nhớ. Nên ông ôm cái động viên. Đó, dễ thương quá. Cảm ơn Khánh Quyên rất nhiều. Còn với Bảo Thi ngày hôm nay giành chiến thắng, về có khoe với lại gia đình của mình không? Em khoe với mẹ em trước. Để mẹ em đi khoe cả chợ. Để mẹ em đi khoe cả chợ. Lý thiệt có thương cái chợ ghê ấy. Cảm ơn các mình đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện mà có thể lần đầu tiên bạn chia sẻ. Dạ, em cảm ơn họ rất nhiều. Cảm ơn Phương, cảm ơn Vân. Cảm ơn ekip thực hiện chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã cho mình cơ hội đến đây để chia sẻ những cái kỷ niệm của mình, cũng như là những sở thích ăn uống của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ con đường nghệ thuật của mình sắp tới. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy tiếp tục với cuộc hẹn của chúng ta vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Hoài Đáp Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.